Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ của chúng tôi. Ở trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những bí quyết tuyệt vời được nhiều người sử dụng để chăm sóc sức khỏe, đó chính là nước ép liệu đến từ Hàn Quốc. Ở chúng ta thì thường xuyên sử dụng nước ép hoa quả với mong muốn là có được một sức khỏe tốt. Đặc biệt là với chị em phụ nữ thì khi sử dụng nước ép hoa quả thường xuyên thì làn da của họ sẽ đẹp lên trông thấy và nước ép liệu Hàn Quốc là một trong những sản phẩm được nhiều người tin dùng hiện nay bởi những công dụng mà nó mang lại nước ép liệu Hàn Quốc là thức uống giải khát vô cùng tốt cho sức khỏe sản phẩm này thì được nghiên cứu và sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại của Hàn Quốc thành phần chính của sản phẩm này là những trái liệu chất lượng nhất của Hàn Quốc là sản phẩm được các chuyên gia chứng nhận về chất lượng cũng như là độ an toàn được ưa chuộng sử dụng tại rất nhiều quốc gia trên thế giới nước ép lựu Hàn Quốc thì là sản phẩm được bào chế dạng nước uống. ở với dạng nước uống này thì chúng ta sẽ dễ uống hơn, nó có mùi thơm tự nhiên cũng như là vị ngọt thanh dễ uống. và những công dụng phải kể đến của sản phẩm nước ép lựu Hàn Quốc này có thể kể đến như là thứ nhất cải thiện sức khỏe của tim. lựu thì có chứa nhiều polyphenol, chất hóa học thực vật nổi tiếng trong việc làm giảm quá trình sưng phù liên quan đến bệnh tim. thứ hai Nước liệu collagen Hàn Quốc thì giúp giảm huyết áp và nguy cơ đột quỵ. Các bạn có thể là uống nước liệu hoặc là trộn với nước khoáng sen xe hoặc là cốc tai. Bên cạnh đó thì hãy cố gắng dùng nước liệu uh, thay cho các loại nước khác trong một số công thức chế biến món ăn hoặc là đồ uống. Thứ ba, sản phẩm nước ép liệu đến từ Hàn Quốc này thì có thể là chống lại ung thư tuyến tiền liệt. Polyphenol có trong liệu làm tăng apoptosis hoặc là sự ra đi lập trình sẵn của các tế bào trong các tế bào ung thư nhất định. Thứ tư nữa là nước ép liệu collagen Hàn Quốc này thì có thể là giúp chúng ta giảm sơ vữa động mạch. Ở nguyên nhân là do liệu có khả năng làm loãng máu, tăng lượng máu đến tim cũng như là giảm huyết áp, giảm mảng bám trong động mạch và làm giảm cholesterol xấu, ở trong khi tăng cholesterol tốt để bảo vệ cơ thể. Ở thứ năm, sản phẩm nước ép liệu Hàn Quốc này thì hỗ trợ điều trị viêm nhiễm và các rối loạn về da cũng như là tiêu hóa liệu thì có chứa nhiều punicalagins, một trong những chất chống oxy hóa vô cùng mạnh mẽ. À, được biết thì khả năng chống oxy hóa trong trái liệu cao gấp nhiều lần so với rượu vang đỏ và trà xanh. Chưa kể tới việc nước liệu collagen Hàn Quốc đã được sử dụng trong y học như một biện pháp tự nhiên và hữu hiệu để điều trị chứng viêm họng, ho, nhiễm trùng tiết niệu, đặc biệt là các rối loạn tiêu hóa, rối loạn da, viêm khớp và thậm chí là liều thuốc tẩy sán dây. Thứ sáu, sản phẩm nước ép liệu Hàn Quốc này thì được coi là một trong những liều thuốc bổ trong việc là giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, giảm các chứng thống kinh, làm giảm các triệu chứng khó chịu ở thời kỳ tiền mãn kinh cho phụ nữ. Thứ bảy, nước liệu collagen Hàn Quốc thì giúp hạn chế, ngăn ngừa sự phát triển của các khối u trong cơ thể. Ngoài ra, với dạng nước ép như thế này thì khi chúng ta sử dụng sẽ dễ dàng hấp thu hơn các chất dinh dưỡng nhiều. À, đặc biệt là hoàn toàn không gây kích ứng hay là gặp bất cứ tác dụng phụ nào trong quá trình sử dụng sản phẩm nước ép liệu này à, Với một sản phẩm nhỏ gọn và tiện lợi như thế này thì các bạn có thể là mang theo bên mình để sử dụng hàng ngày à, Mỗi ngày thì chúng ta có thể sử dụng từ 1 cho đến 2 gói nước liệu collagen Hàn Quốc Ta nên uống trước khi ăn hoặc là trước khi ngủ 30 phút Rất nhiều khách hàng của Korea shop 24 giờ đều công nhận rằng sau tuần đầu tiên sử dụng thì họ cảm thấy là sức khỏe của họ trở nên khác biệt Và sau một tháng sử dụng thì da rẻ của họ là đẹp lên trông thấy à, Vâng, như vậy thì có thể thấy là với một sản phẩm nước ép liệu như thế này Thì à, giúp cho chúng ta rất nhiều từ việc là tăng cường sức khỏe, hỗ trợ làm đẹp Cho đến là phòng ngừa các cân bệnh nhất định Và kiểu Anh tin chắc rằng với những công dụng tuyệt vời của sản phẩm này Thì các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng chúng Để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho mọi người trong gia đình đúng không ạ? và nếu như các bạn đang thắc mắc chưa biết mua sản phẩm này ở đâu để có thể là an tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm nước ép liệu đến từ hàn quốc này Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước hàn quốc Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kêu Anh xin chào và hẹn gặp lại!